Khán phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như lập kín. Mọi người háo hức chờ đợi sự trở lại của ban nhạc huyền thoại mang tên Modern Talking. Âm nhạc của Modern Talking đã hiện hữu trong đời sống âm nhạc Việt Nam ngay từ những năm đầu của thập niên 1980 và được đông đảo khán giả yêu thích. Đây là lần thứ hai ca sĩ Thomas Sander đến Việt Nam biểu diễn. Với vẻ ngoài phong độ của người từng trải, Thomas Sander một lần nữa tái hiện những ca khúc hit quen thuộc. Modern Talking mình nghe về hồi tuổi thơ của mình, nghe từng những bài hát về Modern Talking đã vang lên trong dường như là tất cả các đám cưới ở các cái vùng quê, từ vùng quê đến thành phố, thì mình rất là ấn tượng với những cái bài kiểu như On My Show hay là Louis Louis gì ấy. Sự nồng nhiệt của khán giả được coi là lý do lớn nhất Modern Talking trở lại Việt Nam. Được biết, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng của đêm nhạc được điều phối bởi các chuyên gia kỹ thuật Đức. Mình thì nghe khá là nhiều dòng nhạc, và trong đó thì Modern Talking là một trong những cái nhóm và cái dòng nhạc mà mình rất là thích, thường xuyên nghe, và mình cũng thuộc khá là nhiều bài. Cảm xúc mỗi lần nghe thì đều cái giai điệu này rồi những cái ca từ ấy, mình cảm thấy rất là vui, có một cái gì đấy tạo cho mình cái giống như là cái sự nhiệt huyết ấy, cảm thấy rất là thích. Luôn khiến cả thế giới cuồng nhiệt trong những điệu nhảy, Modern Talking trở thành một huyền thoại âm nhạc với sức lan tỏa mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ai từng có một thuở không thể nào quên với Modern Talking nói chung và Thomas Sander nói riêng, thì đêm qua chính là một vé trở về ký ức thật đáng nhớ.